nữ tướng cùng gánh vác cơ nghiệp tỷ đô la Mỹ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Trong thế giới kinh doanh hiện đại, vai trò của phụ nữ không chỉ là những người ở phía sau mà còn trở thành những nhà lãnh đạo tài ba và quyền lực. Tại tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, sự xuất hiện của 6 nữ tướng tài giỏi đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và thành công của công ty. Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup. Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIX, đồng sáng lập quỹ VinFuture. Bà Hương là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nữ doanh nhân Phạm Thu Hương có bằng thạc sĩ luật quốc tế tại Ukraine giống như chồng tỷ phú mình. Trong khoảng thời gian đi du học, bà Hương quen với ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm du học sinh ở Moscow, sau đó họ yêu nhau và kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, bà Hương không quay về nước mà cùng chồng ở lại Moscow để lập nghiệp. Bà Hương là một trong những thành viên đầu tiên cùng sát cánh với tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong những ngày đầu khởi nghiệp. Bà Hương là một trong những cổ đông sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Technocom, tiền thân của Vingroup, từ năm 1994. Bà từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail, mã chứng khoán VRE, từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015. Hiện bà Thu Hương, vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ khoảng 170 triệu cổ phiếu VIX, 4,47% cổ phần, tương đương khoảng 7.834 tỷ đồng. Với việc quy mô tập đoàn Vingroup không ngừng phát triển vượt trội đã đưa ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú đô la Mỹ đầu tiên của Việt Nam. Bà Hương cũng vì thế trở thành người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam kéo dài suốt nhiều năm liền. Phó chủ tịch tập đoàn Vingroup vốn là người kín tiếng. Tuy nhiên vào tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, trong lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội, phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng Phạm Thu Hương bất ngờ xuất hiện khiến không ít người ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên bà Hương xuất hiện trước công chúng. Bà Lê Thị Thu Thủy, chủ tịch VinFast toàn cầu. Ít ai biết, đứng sau ánh hào quang của VinFast, thương hiệu xe hơi Việt đầu tiên vươn ra thế giới là bóng dáng của người phụ nữ 70 Lê Thị Thu Thủy. Bà Thủy sinh năm 1974 tại Bình Định, tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA, Đại học Quốc tế Nhật Bản. Bà Lê Thị Thu Thủy, trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast, đã có nhiều đóng góp quan trọng khi giữ các vị trí quan trọng trong Vingroup. Từ Giám đốc Tài chính, CEO Vingroup và VinSmart, CEO VinFast cho đến vị trí Chủ tịch VinFast và Phó Chủ tịch Vingroup. Bà khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ VinFast trong các hoạt động liên quan đến đối tác và huy động vốn, đồng thời cam kết duy trì các tiêu chuẩn quản trị cao của công ty. Bà Thủy cũng chính là người phát biểu mở màn cho buổi lễ ra mắt hai dòng xe của VinFast tại sự kiện Paris Motor Show 2018 và được coi là cầu nối giữa tỷ phú Phạm Nhật Vượng với toàn bộ dự án tham vọng này. Trong quá trình tham gia vào Vingroup, bà Thủy đã có những đóng góp lớn khi trực tiếp thực hiện thành công nhiều thương vụ quan trọng với đối tác nước ngoài cho tập đoàn như phát hành 100 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vincom vào năm 2009 và 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vingroup vào năm 2012. Đặc biệt, trong năm 2013, bà Thủy là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF bình chọn là một trong 199 lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013, Young Global Leaders, IGL, Class of 2013 về những đóng góp của mình trong điều hành. Năm 2017, Vingroup quyết định gia nhập thị trường ô tô. Nhiệm vụ dẫn dắt VinFast được tỷ phú Phạm Nhật Vượng giao bà Lê Thị Thu Thủy. Bà Nguyễn Diệu Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup. Bà Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1974, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Vingroup. Bà Linh còn là Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh và Quản lý Bất động sản Vinhomes và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Office. Bà từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes, mã chứng khoán VHM từ giai đoạn 2019 đến 2022. Báo cáo thường niên năm 2021 của Vinhomes cho biết bà Linh có hơn 15 năm làm việc tại Vingroup. Trước khi gia nhập tập đoàn, bà Nguyễn Diệu Linh là chuyên gia pháp lý của hãng luật Gormigres và Partner tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp Đại học Hà Nội với bằng cử nhân ngoại ngữ Pháp Văn và Anh Văn. Bà cũng tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với bằng cử nhân luật trước khi hoàn thành khóa học thạc sĩ luật ở Pháp giai đoạn 2000-2001. Bà Mai Hương Nội, Phó Tổng Giám đốc Vingroup. Bà Mai Hương Nội, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1969 tại Ninh Bình. Hiện tại, bà đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Bà Mai Hương Nội tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với bằng cử nhân kinh tế chuyên ngành ngân hàng. Trước khi là thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup từ tháng 8 năm 2012,
Bà từng giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Vingroup từ năm 2006. Từ năm 2012 đến nay, bà giữ chức vụ phó tổng giám đốc của Vingroup. Trước đó, bà là phó giám đốc trung tâm dịch vụ khách hàng của Bưu điện Hà Nội từ năm 2004-2006. Bà Mai Hương Nội giữ chức tổng giám đốc Vingroup từ tháng 3 năm 2006 khi bà bước sang tuổi 37. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2012, bà từ nhiệm tổng giám đốc và được bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc từ đó cho đến nay. Trong giai đoạn làm tổng giám đốc Vingroup, bà Mai Hương Nội đạt được các giải thưởng Doanh nhân ASEAN, Nhà quản lý chuyên nghiệp giỏi châu Á năm 2010, Nhà doanh nghiệp giỏi Hà Nội. Bà Thái Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vincom Retail. Bà Thái Thị Thanh Hải là một nữ doanh nhân Việt Nam sinh năm 1974 tại Thái Nguyên. Bà Thái Thị Thanh Hải được bầu vào Hội đồng Quản trị Vincom Retail từ năm 2018. Bà từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce. Trước khi gia nhập Vincom Retail, bà Hải làm việc tại Deloitte Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2014. Bà Hải có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vincom Retail từ tháng 6 năm 2018 tới nay. Bà Trần Mai Hoa, Tổng Giám đốc Vincom Retail. Bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị Vincom Retail vào năm 2017. Bà cũng là Tổng Giám đốc của Vincom Retail. Năm 2014, bà gia nhập Vincom Retail trong vai trò Giám đốc Ban Quản lý Dự án tại Vincom Mega Man Tham City và Vincom Mega Man Royal City và Phó Tổng Giám đốc từ năm 2014 đến 2016. Trước khi gia nhập Vincom Retail, bà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Gami Thương mại vào năm 2013 và nhiều vị trí lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Anju, nhà phân phối chính thức Mercedes-Benz Việt Nam, bao gồm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2009 đến năm 2013, Giám đốc Tài chính từ năm 2009 đến năm 2011 và Kế toán trưởng từ năm 2005 đến năm 2009. Bà Trần Mai Hoa tốt nghiệp cử nhân về kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân và Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Mai Hoa cũng từng là Tổng Giám đốc Vinsmart, người đại diện theo pháp luật của One Mouth Group. Hiện bà Hoa cũng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội. Vingroup đạt hơn 6,5 tỷ đô la Mỹ doanh thu năm 2023. Tập đoàn Vingroup, VIC, đã công bố báo cáo tài chính quý 4 và năm 2023. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2023 đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 13.681 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch từ đầu năm. Đóng góp chính vào doanh thu hơn 6,5 tỷ đô la Mỹ của Vingroup năm trước là mảng bất động sản và xe điện. Trong đó, kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản mang lại cho tập đoàn này hơn 94.300 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi so với năm 2022. Mảng sản xuất tăng trưởng còn cao hơn với hơn 28.400 tỷ đồng doanh thu so với mức hơn 13.000 tỷ của năm trước. Trong quý 4, VinFast đã bàn giao 13.513 xe điện, tăng 35% so với quý trước. Tính cả năm, công ty đã giao được 34.855 xe điện, nâng tổng số xe đã bàn giao trên toàn cầu lên 42.291 chiếc kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào 2021. Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast đã nhận được 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý, đồng thời chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của VF9 vào năm 2024. Tại Việt Nam, lô xe VF6 đầu tiên đã được bàn giao tới khách hàng vào tháng 12, sau 3 tháng đặt hàng. Năm 2023 cũng đánh dấu mốc của VinFast trong chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, khi công ty này chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq, Mỹ. Trong mảng bất động sản, động lực chính đến từ việc bàn giao sản phẩm tại Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3. Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm doanh thu từ các hoạt động. Các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt hơn 121.000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 của công ty này đạt 33.287 tỷ đồng, tăng 14% và vượt kế hoạch năm đề ra. Đầu năm 2024, Vinhomes đã khởi công xây dựng hai dự án nhà ở xã hội tại Nam Tràng Cát, Hải Phòng và Cam Ranh, Khánh Hòa, với quy mô hơn 8.000 căn cho hai dự án. Ở lĩnh vực bất động sản bán lẻ, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt 9.791 tỷ và 4.409 tỷ đồng, tăng 33% và 59% so với năm 2022. Doanh nghiệp này hiện quản lý 83 trung tâm thương mại tại 44 tỉnh thành. Năm 2024,
Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 trung tâm thương mại với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000 m². Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!